Hi everybody, welcome back to Trung Gameplay Channel. Chào bạn quay trở lại kênh Trung Gameplay của mình trong hôm nay. Trong video sẽ là 8 tựa game nổi bật nhất trong những thời gian qua. Mới tựa game đầu tiên mình chung gọi khám phá ngay trong hôm nay. Đó sẽ là Scary Teeth cho bạn đi. Let's go, Anna. We're the next step with this game. I'll try chapter 1. Cái vụ gì đây các bạn? I'm sticky nest. Ok. Xà bông đúng không? The journey. Let's keep it. What do you want? I'm from Jade. Genie team can't wait to be clean. What do you want? What do you want? What do you want? Ra ra ngoài còn tắm các bạn, tắt đèn, đi chơi luôn, em cao rồi giờ quyết rồi. Oh no! What is this green stuff? Jello? Jello? I'm stuck! Help! I'm going to go to the next one. Let's go. Get the key. Oh, you got a lot. You should have a natural stretching. Đây xuống dưới đâu. Chỗ có 3 món đồ còn đấy ở trạm dừng nghỉ của ga tàu này bạn. We need to hatch and hijack. Nếu có trong phòng này không? Anybody looking? Hmm? Is anybody watching? Là đôi giày cuối cùng ở căn nhà này nào? À, toa tàu này nào? Mang xe trước nào ạ. Bring it to the car. Chỗ này hàm đồ còn ăn lên nào. Mang hai món lên nào bạn. Look at that.
cắt hai đồ lên xe nào bạn. Là chiếc mũ này phải cho người đâu vua gia tư đang nằm đây không ạ? Ông ấy cần cả giày và mũ. Và chúng ta cũng cần một món đồ mà ông ấy đang có, đó chính là chiếc chìa khóa các bạn. Key of Circus. Để đi nào. Này con ngựa gỗ màu vàng, ta sẽ đi vòng qua căn nhà này một chút nào. Nhân dân thưa ông ạ, cho anh sẽ thấy một cậu bạn chúng ta đang chuẩn bị thùng bia cát tông. Liz brother. I'm not afraid of that stupid ice cream maker. How did you not tell me that Rod had my sister? Are we not friends anymore? Oh my god. Looks like you didn't do very well. Next time, be sure to keep me in mind. Remember that I am the bravest of the four. Well. Yes. Okay, what can I do for you? Yeah, let's go. I will take the trolley as well. I then go with you. Cho về xe trước nào ạ. Let's wait until he comes. Yeah. Ta đã nghe tiếng bước chân rồi, đây gọi. Đi chậm một chút nào. Oh my god. Is anybody looking? Okay, go ahead. Is anybody watching? I just suggest. No. Shopping mall. Okay, nice trip. I fucking. Chiếc xe máy đi xuống rồi. Để xe đi đâu. Đợi xe xuống các bạn, không xe sẽ lăn mãi phía sau đấy.
Đến lúc này nào. Yeah. Yes. No manches, güey. The truth is, we don't scare. I hate my job. I could be somewhere more bonito. Break everything you want, hombrecito. Let's see if this way, with a little luck, I get fired. Vuelve pronto. Buenas noches, papá. Hey, hombrecito. Let's make a deal. If you manage to go through all the cameras in record time, I will give you a prize. Don't judge me. I need some entertainment. Chúng ta sẵn sàng luôn các bạn. Cho bố hoàn thiện là bố luôn này nhé, có thể nào. Chỉ sau vòng 70 giây thôi cho thôi. Oh my god. Cầm xe xuống nào. Đi xe nào. Ok, phải lấy, phải thay được vòng luôn các bạn. Đây sẽ là phần quà cho ta nào. Good and great, awesome. We need to eat. Ok, hai con ngựa nào. Nên lấy chiếc xe nào các bạn. Okay, let's show one. Let's look at it. Let's look. Và tạm lên đấy bắt đầu chìa khóa đây các bạn. Xe nó quay đây không? Đây rồi. Ngay từ kỳ. Và xin nào. Và một người bạn chúng ta nào bạn. Nice. Jay, it's you? It's me. What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? Cô nhìn ra chúng ta tại sao không cứu cô ấy được không mà? How? Chúng ta cứu cho tôi chơi. So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Yeah. Yes, in the end I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Oh! My soul last. So nice! We have to do something. Yeah. Okay, I'll follow you. Cho cô đi theo chúng ta gọi về xem nào.
sẽ có đến xe cho sẽ đi sang mặt bên kia đâu. Con lựa thứ ba này các bạn. Đây là bộ thuốc nổ. Rồi anh về nào. Cho về metro station này. Hãy để mã số ở trên đó, bên hướng này các bạn, 306. Hãy cho password cho người này để cho có thể thay đổi chiều hướng của đường này. Đã xong rồi. Activate the mechanisms. Chỗ đi qua đây sao? Chỗ này đấy, con ngựa đang bị dính ở miếng kẹo cao su trên đường này nào ạ. Và an tâm khi mà đường này đã được di chuyển sang bên phải rồi. Chuyến tàu. Cái đấy là con ngựa cuối cùng này. The final wooden horse. And we are successful. Chúng ta thành công rồi. Công việc thứ ba, ok. Và bây giờ mình chuyển sang tự game thứ ba nào. Grand Little. Chief Lover. Let's play. First day. Cho bà ta xong đi qua đường rồi. Chờ một chút nào. Oh my god. No. Where is he from? Oh my god. Okay, Stickman driver 3. Эй, животное, я тебе покушать принёс. Он сидит.
Kim Tiêu đâu các bạn. Chết đâu nào. Beat him now. Right now. Ok. Graphic. So we move on to the next one. The season 2020. Cover it. Let's fight. Mình chọn ban ngày. Cả số nuôi đúng không ạ? No specific requirement. Oh, nông chút rồi bạn. Oh my god. Chắc là sẽ cần tâm một chút nào. Wow. No. Quay xem chút nào. How much longer? Ok, he's happy. Và cho được 260 đô trong nhiệm vụ này các bạn. Mình chuyển sang tới game thứ 8 nữa. Celebrity ở đồng level. Episode 1. Something is going on in your neighborhood. First, learn the control. Nhưng mà chúng tự game hơn vô chung mong vậy các bạn. We have to go to work with the dot. The dot is your enemy. Mở cửa này, control. Oh, never complete. The ship. Okay, the shipping.
She played with unique statement. Wow. New background in this game. Bắt đầu rồi ạ. Let's go. Đó, cho thành công đấy. Good game and well victory. Ok các bạn, và đây cũng là tựa game cuối cùng trong video này. Mình muốn giới thiệu các bạn và trong channel Chung Gameplay của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Thank you so much and see you soon. Goodbye.